Xin chào quý vị và các bạn. Cổ phiếu Hòa Phát là một trong những cổ phiếu mang lại cái lợi nhuận thuộc dạng cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm 2020 đến đầu tháng 12 năm 2020 này. Và câu hỏi rất nhiều các nhà đầu tư đặt ra là liệu cổ phiếu Hòa Phát này còn hấp dẫn để đầu tư tiếp hay không? Hay là cổ phiếu này đã rất cao, rất đắt rồi, với PE hiện nay đã lên đến gần 12 lần rồi, đúng không ạ? Thì để làm rõ điều này, thì hôm nay tôi đại diện cho AZFIN Việt Nam sẽ đánh giá cổ phiếu Hòa Phát quý 4 2020 vượt 4.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Thì nội dung đánh giá của tôi hôm nay gồm những phần như sau. 1. Cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng 2020 của Hòa Phát. 2. Dự báo kết quả kinh doanh của Hòa Phát quý 4 2020. 3. Đánh giá và kết luận về cái cổ phiếu Hòa Phát này. Thì đầu tiên là tổng quan về ngành thép. Thì ngành thép Việt Nam là ngành vừa có chu kỳ, vừa là ngành chu kỳ lại vừa là ngành tăng trưởng. Đúng không ạ? Thì sản xuất và tiêu thụ thép ở Việt Nam thì về cơ bản nó đang khá là cân bằng. Khi Hòa Phát đưa Dung Quất vào thì sản xuất thép xây dựng về cơ bản nó cao hơn so với tiêu thụ khoảng độ 500.000 tấn. Thì tiêu thụ thép bình quân đầu người năm 2018 của Việt Nam là khoảng 234 kg. Thì hết 2020 thì có thể đạt khoảng độ 250 kg. Thì so với các nước khác trong khu vực thì cái mức tiêu thụ này vẫn còn tương đối thấp. Ví dụ Malaysia là nước gần chúng ta 310 cân, Singapore 504 cân, Nhật Bản 514 cân, Trung Quốc 585 cân và Đài Loan 752 cân. Cá biệt có Hàn Quốc là 1 tấn một người trung bình. Như vậy có thể thấy rằng cái dư địa để ngành thép Việt Nam có thể tăng lên cái mức tiêu thụ gọi là ngưỡng bão hòa còn rất là cao. Thì theo chúng tôi tính toán trung bình, mức tiêu thụ bình quân ở ngưỡng bão hòa của các nước trung bình đâu đó khoảng độ 400 đến 480 kg thép. Như vậy ở Việt Nam vẫn còn dư địa có thể gần tăng gấp đôi cái tiêu thụ thép bình quân đầu người trong tương lai. Như vậy có thể thấy ngành này là ngành vẫn tăng trưởng, đúng không ạ? Tiếp theo là về tăng trưởng tiêu thụ thép trong 10 năm qua bình quân ở Việt Nam là 8% một năm. Trong 5 đến 10 năm tới thì chúng tôi cho rằng tăng trưởng trung bình thép là khoảng 7% một năm. Sản lượng tiêu thụ Việt Nam là 234 kg, đúng không ạ? Mức tiềm năng tiêu thụ như tôi vừa nói 400-480, thậm chí 600 kg, như Hàn Quốc lên đến hơn 1 tấn, đúng không ạ? Thép xây dựng hiện tại thì cung lớn hơn cầu. Hiện tại chúng tôi tính là khoảng độ 0,5 triệu tấn, nhưng mà nếu tính cả thêm một số các cái ví dụ cái thằng Việt Mỹ đi vào thì có thể vượt cầu khoảng gần 1 triệu tấn và sẽ được cân bằng. Thì đến năm hết 2021 thì chúng tôi cho rằng cung và cầu sẽ tương đối cân bằng. HRC là cái thép cán nóng đấy, thì cung lại nhỏ hơn cầu rất nhiều. Hiện nay cho dù là năm 2020 này có Hòa Phát và Formosa đi vào hoạt động rồi nhưng cung vẫn nhỏ hơn cầu rất nhiều. Trong nước thì chỉ có hai đơn vị này sản xuất được thôi. Thì về cơ bản nó chỉ có thể đáp ứng được khoảng 60-70% cầu hiện tại của cái ngành tôn Việt Nam. 6 là thép xây dựng, tôn mạ cạnh tranh khốc liệt, HRC thì không có cạnh tranh đáng kể. Thì đấy là về ngành thép. Thứ 7 là doanh nghiệp dẫn đầu ngành, đó là Hòa Phát, gồm thép xây dựng số 1, ống thép số 1, HRC đứng thứ 2 chỉ sau Formosa. Về tôn mạ thì Hoa Sen dẫn đầu. Thì, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn vào tập đoàn Hòa Phát. Thì Hòa Phát gồm có 4 mảng kinh doanh chính như sau. Đầu tiên phải nói là thép chiếm khoảng 80% doanh thu và lợi nhuận. Thứ hai là mảng nông nghiệp thì đang tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Thứ ba là mảng bất động sản của Hòa Phát cũng tương đương một cái công ty bất động sản tầm khá to ở Việt Nam đấy ạ. Thứ tư là mảng sản xuất công nghiệp với các cái thương hiệu rất nổi tiếng, ví dụ nội thất Hòa Phát đúng không ạ? Hay là điều hòa Funiki đúng không ạ? Rất nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng. Về kết quả kinh doanh 2013 đến 2019 chúng ta có thể thấy của Hòa Phát đấy, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Cơ cấu doanh thu của từng mảng đây thì thép chiếm khoảng 80%, tiếp theo nông nghiệp 12%, bất động sản 5%, 3% là công nghiệp khác, đúng không ạ? Ngành thép chính là linh hồn của Hòa Phát. Thế thành ra khi nghiên cứu Hòa Phát thì chúng ta về cơ bản là chúng ta cần phải tập trung đến 90 đến 99% sức lực vào nghiên cứu cái mảng chính này. Bởi các mảng khác hoạt động khá ổn định và về cơ bản nó đóng góp không quá lớn, thế thành ra cái việc nó tác động nhiều đến kết quả chung là không nhiều. Thì đây là một cái hệ thống sản xuất thép của Hòa Phát, đúng không ạ? Nó đi theo một cái chu trình nhất định, đúng không ạ? Đi theo chu trình.
và nó tạo ra thành phần. Tiếp theo, với tổng công suất thực tế của Hòa Phát thì có thể lên đến hơn 8 triệu tấn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ điểm cho Hòa Phát có những dự án này. Đó là một là khu liên hợp gang thép Hưng Yên là 400.000 tấn công suất thiết kế. Hai là khu liên hợp gang thép Hải Dương là 2 triệu tấn. Ba là khu liên hợp gang thép Trung Quốc là 4 triệu tấn. Nhà máy tô ống thép Hưng Yên là 250.000 tấn. Nhà máy ống thép Đà Nẵng 200.000 tấn. Nhà máy ống thép Bình Dương 200.000 tấn. Nhà máy tôn mạ Hưng Yên 40.000 tấn. Và thực tế là Hòa Phát cũng đang xây cái nhà máy tôn mạ rất lớn với công suất khoảng 500.000 tấn. Đó, như vậy tổng công suất thiết kế là 7.450.000 tấn. Thì đến năm sau 2021 thì tổng công suất thiết kế nó khoảng độ 7.950.000 tấn. Thì công suất thực tế theo chúng tôi đánh giá thì Hòa Phát có thể vượt công suất khoảng hơn 1 triệu tấn. Thì công suất thực tế đến cuối 2021 đầu 2022 có thể sản xuất lên đến 9 triệu tấn nếu mà Hòa Phát có cái cầu tốt từ thị trường. Họ có thể hoàn toàn làm sản xuất từng đó. Tiếp theo là giá quặng sắt gần đây thì tăng rất là mạnh. Từ đầu tháng 11, mùng 1 tháng 11 đến 15 tháng 14 tháng 12 thì tăng tới 40%, 50%, tăng rất mạnh. Đấy, còn đây là biểu đồ giá quặng sắt trong 5 năm qua, có xu hướng tăng rất mạnh, đúng không ạ? Tiếp theo, chúng ta sẽ cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2020 của Hòa Phát. Thì đầu tiên là doanh thu quý 3 tăng 63,66% đấy ạ, từ 15.349 tỷ lên 24.968 tỷ, đúng không ạ? Đó, rất cao. 9 tháng thì lại tăng tới 40,34%. Đây, 9 tháng từ 46.000 lên 65.000 này. Đúng không ạ? Hoàn thành 75,71% kế hoạch. Nguyên nhân vì sao lại tăng cao tăng mạnh như thế? Chủ yếu đến từ hai cái lò cao đưa vào hoạt động của Dung Quất, một lò cao đưa vào quý 1 2020 và một lò cao đưa vào cuối quý 3 năm 2020. Thì nhà máy tôn ở Hải Dương và các cái mảng nông nghiệp cũng được hưởng lợi tăng rất mạnh, đặc biệt mảng nông nghiệp liên quan đến giá thịt lợn tăng khủng khiếp. Nó cũng góp phần tăng trưởng tốt cho Hòa Phát trong 9 tháng đầu năm này. Thì lợi nhuận gộp tăng trưởng tới 51,35%. Đây, lợi nhuận gộp đấy. Tăng từ 8.350 tỷ lên 12.638 tỷ. Đúng không? Thì nguyên nhân do giá bán của thép, giá bán của thịt lợn và rất nhiều thứ khác tốt hơn so với kỳ vọng rất nhiều. Khi ở đầu năm, cuối năm trước thì chúng ta cho rằng là kinh tế năm nay khá khó khăn. Từ đầu năm Covid xảy ra cho rằng là rất khó khăn và ngành chu kỳ như Hòa Phát sẽ bị ảnh hưởng nặng. Thế do đó là đặt cái chỉ tiêu nó không cao. Tuy vậy, do cái cầu về thép lại tăng rất mạnh, đặc biệt là Trung Quốc, họ đẩy mạnh đầu tư công, nhập thép rất nhiều. Thế do đó nó làm cho giá bán của Hòa Phát tăng rất cao, từ đó lợi nhuận tăng rất mạnh, tăng gấp rưỡi. Đúng không? Gấp rưỡi. Thì lợi nhuận sau thuế riêng quý 3 năm 2020 thì đạt tới 3.785 tỷ, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. 9 tháng 2020 thì đạt 8.845 tỷ, tăng tới 56,42% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đến từ sản lượng tăng, đúng không ạ? Sản lượng tăng làm lợi nhuận gộp tăng, giá bán tăng làm lợi nhuận gộp tăng. Bên cạnh đó là thuế thu nhập doanh nghiệp của Dung Quất là rất là thấp, gần như không phải đóng thuế, đúng không ạ? Quý vị và các bạn có thể thấy đây, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hơn 10.000 tỷ nhưng chỉ phải đóng 1.235 tỷ thuế, tương ứng với năm trước thôi. Năm trước cũng đóng 1.232 tỷ, đúng không ạ? Mà trong khi lợi nhuận năm nay, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 50%. Từ đó nó cũng góp phần làm lợi nhuận sau thuế tăng rất là mạnh. Do Dung Quất mới đi vào hoạt động được ưu đãi rất là đặc biệt, đúng không ạ? Chính vì thế lợi nhuận nó tăng trưởng rất tốt. Tiếp theo, dự báo kết quả kinh doanh quý 4 của Hòa Phát. Thì lò cao sản xuất HRC đã đi hoạt động cuối quý 3 sẽ full công suất trong quý 4 2020 này. Sản lượng HRC quý 4 có thể đạt 440.000 tấn. Có thể đạt từng này, hoạt động tới 180% công suất. Thì không hẳn là do cái lò cao ấy có thể hoạt động 180% công suất đâu ạ, mà là do Hòa Phát có một điều cực kỳ lợi hại ở đây, đó là có thể linh động trong cái đầu ra sản phẩm. Tức là họ chỉ dùng đầu tư thêm bên ngoài thêm một chút thôi, thế là đầu ra họ có thể điều hướng điều chuyển, ví dụ thay vì chuyển thành thép dệt, thép dài, đó là thép xây dựng ấy, thì họ cũng có thể là làm thép dệt chính là HRC. Từ đó khi cái nào có biên lợi nhuận cao hơn, có lợi nhuận tốt hơn thì họ sẽ chuyển đổi sang sản xuất cái sản phẩm đó. Thì ở quý 4 này cái cầu về HRC cực kỳ hot, bởi vì nhu cầu tôn tăng rất mạnh, không những là miền Trung lũ lụt mà còn xuất khẩu rất lớn, đúng không ạ?
Đó, thì đây là một trong những lợi thế hiếm có của bạn. Có thể là họ có thể linh động rằng các cái dây chuyển sản xuất. Tất nhiên không thể linh động 100%, nhưng mà về cơ bản nó cũng rất là tốt để giúp Hòa Phát có thể tận dụng các cái sản phẩm của biên lợi nhuận cao. Thì quý 4 này là một trường hợp điển hình là Hòa Phát làm điều đó. Tiếp theo, giá quặng sắt thế giới tăng mạnh, hỗ trợ lợi nhuận tăng trong ngắn hạn. Thì nó tăng tới 30% trong tháng, từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12 này. Tăng rất mạnh. Thì nhà máy tôn thì hoạt động full công suất. Ống thép tiêu thụ thì mạnh, xuất khẩu phôi thép rồi là thép thành phẩm thì tăng cao. Đúng không? Tổng sản lượng tiêu thụ thép quý 4 2020 có thể đạt trên 2 triệu tấn. Gấp 2 lần so với cùng kỳ. Thì trên 2 triệu tấn này thì chúng tôi tính toán cả cái việc tiêu thụ nội bộ đấy. Tức là ví dụ như là Hòa Phát sản xuất ra HRC mà chuyển cho nhà máy tôn nhỉ. Thì nó có thể trên 2 triệu tấn thì nó gấp 2 lần so với quý 4 2019. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải chú ý một điều như này đấy ạ. Đó là cái tài sản dở dang của Hòa Phát vẫn còn 18.900 tỷ, tức là một cái lò cao. Thì cái lò cao này là lò cao thứ tư là chuyên về sản xuất HRC. Đầu ra là sản xuất HRC. Thì nó đã đi vào vận hành trong tháng 12 này rồi. Thì kỳ vọng là tháng 1 nó bắt đầu đưa ra sản phẩm thương mại. Thì từ đó năm 2021 sẽ hoạt động full toàn bộ 100% công suất. Đó, full toàn bộ. Thì đến hết quý 1 năm sau, quý vị và các bạn thấy cái tài sản dở dang này nó chuyển thành tài sản cố định hết, chứng tỏ nó đi vào hoạt động hết. Thì doanh thu quý 4 cả tập đoàn thì bao gồm cả mảng nông nghiệp, bất động sản và công nghiệp khác thì có thể đạt 30.000 tỷ. Chúng tôi cho rằng hoàn toàn có thể đạt mức quanh 30.000 tỷ, ví dụ 28-32.000 tỷ chẳng hạn. Và lợi nhuận sau thuế chúng tôi cho rằng có thể đạt từ 4.200-4.600 tỷ. Trong kịch bản tích cực thì Hòa Phát có thậm chí có thể ghi nhận trên 5.000 tỷ lợi nhuận. Bởi vì do cái giá nguyên vật liệu tăng từ đầu tháng 11 rất mạnh, đúng không ạ? Trong khi cái tồn kho của Hòa Phát nó luôn luôn khoảng 20.000 tỷ. Thì trong đó tồn kho liên quan đến quặng sắt và thép các thứ thì nó cũng phải là 10-mấy ngàn tỷ. Từ đó nó làm cho tăng giá sản, giá đầu ra ngay lập tức, làm cho Hòa Phát có lợi trong ngắn hạn. Nếu mà tính cả cái phần lợi trong ngắn hạn thì Hòa Phát hoàn toàn có thể ghi nhận tới 5.000 tỷ lợi nhuận sau thuế cơ. Tuy nhiên chúng tôi dự báo trên cái co kinh doanh và cái kịch bản cơ sở, đó là lợi nhuận Hòa Phát có thể ghi nhận từ 4.200-4.600 tỷ. Thì đây sẽ là quý đầu tiên của Hòa Phát lên đến hơn 4.000 tỷ một quý. Và là một trong những doanh nghiệp vô cùng hiếm ở trên sàn của chúng ta có mức lợi nhuận trên 4.000 tỷ một quý. Gồm cả Vinhome, đúng không ạ? Hòa Phát. Và cùng lắm thì đến nữa thêm Vietcombank thôi. Còn rất khó có ngân hàng nào, có doanh nghiệp nào có thể đạt được mức này. Tiếp theo, triển vọng 2021 thì chúng tôi cho rằng của Hòa Phát vô cùng là sáng. Nhìn chung là sáng. Thì trong cái bức tranh sáng chung này thì vẫn có một số cái điểm tối. Đó là một là giá quặng sắt tăng mạnh thì có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận. Tức là một tấn thép người ta bán ra, giả định là người ta bán ra người ta thu được khoảng 2 tỷ lợi nhuận chẳng hạn. À quên, 2 triệu lợi nhuận chẳng hạn. Chứ không phải là người ta tính theo phần trăm đâu. Không hoàn toàn là theo phần trăm. Ví dụ giá thép là 10 chẳng hạn thì lợi nhuận là 2 triệu. Giá thép lên 20 chả nhẽ lợi nhuận 4 triệu, không có chuyện đó. Thì khi giá thép tăng làm biên lợi nhuận có thể là bị ảnh hưởng. Thứ hai là Trung Quốc có thể giảm bớt nhập khẩu quặng sắt và phôi thép các thứ, do họ có thể là có một cái thời gian khá dài để họ chủ động được cái nguyên vật liệu, chủ động được cái thép ở trong nước. Thứ ba là mảng nông nghiệp có thể không còn tăng trưởng mạnh nhờ hưởng lợi giá thịt lợn như năm 2020 nữa. Thì đây là ba yếu tố nó tác động tiêu cực đến Hòa Phát. Tuy nhiên thì những yếu tố tác động tích cực thì nó lại nhiều hơn. Một, Hòa Phát sẽ phun công suất cả năm 2021 khi lò cao cuối cùng, lò cao số 4 của Hòa Phát tại Dung Quất đang chạy thử nghiệm và chính thức dự kiến vào quý 1. Thứ hai là tổng công suất sản xuất kinh doanh của Hòa Phát có thể đạt 8,5 đến 9 triệu tấn so với công suất thiết kế là 7,5 đến 8 triệu tấn. Do cung không đủ cầu, đặc biệt là HRC có thể hoạt động, tôi nghĩ rằng có thể hoạt động hơn 3 triệu tấn do là Hòa Phát có thể điều hướng các cái lò khác hỗ trợ, lò cao khác hỗ trợ. Thì mảng bất động sản bao gồm bất động sản công nghiệp và phát triển bất động sản được dự báo sẽ phát triển mạnh do giá đất tăng rất là cao. Hòa Phát đang có những khu đô thị rất là lớn. Bên cạnh đó thì Hòa Phát cũng có các bất động sản công nghiệp cũng rất mạnh. Thứ tư là thuế thu nhập doanh nghiệp tại Dung Quất được ưu đãi đặc biệt. Thế do đó làm giảm cái chi phí thuế rất lớn. Từ đó triển vọng 2021 chúng tôi cho rằng của Hòa Phát rất sáng. Rất sáng. Và trên đây là những cái nội dung chúng tôi chia sẻ đánh giá về cổ phiếu Hòa Phát trong quý 4 2020. Thì rất mong là quý vị và các bạn có thể thu được những cái kiến thức hữu ích từ các cái video này.
Thì nhân tiện đây thì tôi quảng cáo thêm là AZFIN Việt Nam thì thường xuyên mở các cái lớp về đọc vị cổ phiếu để cho nhà đầu tư hiệu quả hơn. Như những học viên đã đồng hành cùng chúng tôi 5 năm qua, từ những cổ phiếu như Hòa Phát chẳng hạn, FPT, RE, MB, Techcombank, Thế Giới Di Động, VicoStone và rất nhiều cổ phiếu khác. Xin chúc quý vị và các bạn thành công. Nếu muốn học hãy đăng ký ở phía dưới link.